Tất cả sự chú ý của chúng ta được hướng về Huy Hoàng, người vẫn đang dẫn đầu lúc này. Huy Hoàng đang về nhất nhưng giải lướt rất nhanh và Huy Hoàng đã giành được tấm huy chương vàng cho bơi Việt Nam. Và đây là Nguyễn Huy Hoàng, kỷ lục gia SEA Games ở nội dung 400m tự do, người đang nắm giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung này với thành tích 3:48.06 lập được tại Hà Nội vào năm ngoái. Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi tấm huy chương vàng thứ 7 của đoàn thể thao Việt Nam ở môn bơi tại SEA Games 32 để qua đó tiến sát hơn đến mục tiêu giành 8 huy chương vàng. Về lý thuyết, nếu như Huy Hoàng giành huy chương vàng ở cả nội dung 400m tự do và 200m bơi bướm thì chúng ta sẽ đạt được chỉ tiêu. Và đương nhiên tính toán đó hy vọng sẽ được thực hiện bởi Huy Hoàng. Huy Hoàng đã về nhất nội dung 1500m tự do của Nam với thành tích 15:11.24 ở kỳ SEA Games năm nay. Huy Hoàng đã có được tấm huy chương vàng, huy chương bạc thuộc về Nguyễn Hữu Kim Sơn ở nội dung 1500m. Rất đáng tiếc cho Huy Hoàng là không có nội dung 800m tự do ở kỳ SEA Games lần này. Và điều đó có nghĩa là Huy Hoàng đang dồn sức rất nhiều cho nội dung 400m tự do, nội dung sở trường của Huy Hoàng, người sẽ xuất phát ở làn bơi số 4. Huy Hoàng trong chiếc quần màu xanh, mũ trắng, nội dung 800m, xin lỗi các bạn, nội dung 400m tự do nam bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Huy Hoàng. Xuất phát không thực sự tốt nhưng nên nhớ đây là cự ly dài, cự ly mà Huy Hoàng luôn thi đấu tốt ở các kỳ SEA Games. 3:48.06 đó là kỷ lục SEA Games được thiết lập bởi Huy Hoàng vào năm 2022. Tính từ ngoài vào trong, làn bơi số 4 đang là sự xuất hiện của Nguyễn Huy Hoàng. Lúc này thì Huy Hoàng chưa có mặt ở trong nhóm dẫn đầu, nhưng mới chỉ là 50m đầu tiên mà thôi. Huy Hoàng ở làn bơi số 4 lúc này vẫn đang cạnh tranh rất quyết liệt và đã vươn lên top 3 rồi. Huy Hoàng đã có mặt trong top 3. Hai vận động viên dẫn đầu lúc này là những kình ngư người Indonesia và Singapore, Glenn Juwelim và Nicolas Carey Supayo. Huy Hoàng đang có mặt trong top 3 và đó là tín hiệu tích cực. Bây giờ thì Huy Hoàng đã vươn lên thứ 2. Huy Hoàng lúc này đang xếp vị trí thứ 2. Cú lội vòng này hy vọng sẽ cải thiện thêm vị trí của Huy Hoàng. Bây giờ sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Huy Hoàng và Glenn Juwelim. Các vận động viên mới chỉ đang hoàn thành gần một nửa chặng đường thôi. 400m tự do của Nam. Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Huy Hoàng lúc này đang vươn lên dẫn đầu. Chiếc quần màu xanh với cái mũ màu trắng đang là vận động viên dẫn đầu vào lúc này. Kình ngư của chúng ta đã vượt lên kình ngư của Singapore và có được vị trí tốt nhất vào lúc này. Các kình ngư đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Huy Hoàng vẫn đang thể hiện quá tốt những gì mà chúng ta kỳ vọng. Không phải thi nội dung 800m khi nội dung 800m tự do không xuất hiện ở kỳ SEA Games 32 cũng là một cơ hội để Huy Hoàng tích lũy thể lực và bung sức ở nội dung 400m tự do. Huy Hoàng vẫn đang dẫn đầu. Huy Hoàng vẫn đang dẫn đầu. Chúng ta sẽ còn gần 150m nữa. Vị trí thứ hai lúc này đang thuộc về Rajulim của Singapore, trong khi đó kình ngư người Indonesia đã bị tụt lại và người có được vị trí thứ ba đó là vận động viên người Malaysia Huy Hoàng, vòng 7 cuối cùng. Tại kỳ SEA Games 32 thì Huy Hoàng đã có được 2 tấm huy chương vàng. Một huy chương vàng nội dung cá nhân 1500m và một nội dung đồng đội tiếp sức 4x200m tự do. Và bây giờ thì Huy Hoàng đang hướng đến tấm huy chương vàng thứ 3. Kỷ ngư của Việt Nam lúc này vẫn đang dẫn đầu. Và đây sẽ là 50m cuối cùng. Kỷ lục SEA Games lúc này chúng tôi xin được nhắc lại thuộc về Huy Hoàng với thành tích 3:48.06. Và Huy Hoàng lúc này đang có cơ hội để phá kỷ lục SEA Games cũng như
giành huy chương vàng nội dung 400m tự do. Tất cả sự chú ý của chúng ta đều hướng về Huy Hoàng, người vẫn đang dẫn đầu lúc này. Huy Hoàng đang về nhất nhưng giải lướt rất nhanh và Huy Hoàng đã giành được tấm huy chương vàng cho bơi Việt Nam. Không thể phá kỷ lục SEA Games nhưng đây là huy chương vàng cực kỳ quý giá dành cho Huy Hoàng. Tấm huy chương vàng thứ 3 của Huy Hoàng tại SEA Games 32 sau những nội dung 1500m và tiếp sức 4x200m tự do. Xin chúc mừng Huy Hoàng tấm huy chương vàng thứ 7 của bơi Việt Nam tại SEA Games 32. Tuyệt vời Huy Hoàng, 3 phút 49 giây. Một chút nữa thôi thì Huy Hoàng đã phá được kỷ lục cá nhân của chính mình rồi. Nhưng không sao cả, bởi chúng ta đã có được tấm huy chương vàng quý giá tiếp theo từ môn bơi. Rõ ràng là những bước xuất phát không thể nói lên điều gì cả. Huy Hoàng thậm chí đã tụt lại khá xa ở bước xuất phát. Nhưng sự bền bỉ của chàng trai này đã giúp cho chúng ta có thêm được một tấm huy chương vàng. Xin chúc mừng Huy Hoàng với tấm huy chương vàng thứ 3 tại SEA Games năm nay. Và là huy chương vàng thứ 7 của bơi Việt Nam. Niềm vui của Huy Hoàng. Và bây giờ chúng tôi muốn gửi lời nhắn đến Huy Hoàng, hãy nghỉ ngơi thật nhanh, hồi phục thật nhanh để bước vào nội dung tiếp theo mà Huy Hoàng sẽ phải tham dự. Hai nội dung chỉ cách nhau có 10 phút thôi. Một thử thách thực sự với thể lực, thể chất của Huy Hoàng. Huy Hoàng sẽ chuẩn bị để tham dự nội dung chung kết 200m bơi bướm. Niềm vui ở 400m tự do với tấm huy chương vàng sẽ phải tạm gác lại để Huy Hoàng tập trung tối đa cho nội dung tiếp theo, nội dung 200m bơi bướm. Chúng ta chỉ còn cách chỉ tiêu ban đầu đúng một tấm huy chương vàng nữa thôi. Và hy vọng rằng Huy Hoàng sẽ làm được. Xin chúc mừng Nguyễn Huy Hoàng, quá hay. Nước chủ nhà không đưa nội dung 800m tự do của Nam vào kỳ đại hội lần này. Và điều đó khiến cho chúng ta mất đi sự cạnh tranh cũng như khả năng giành huy chương vàng của Huy Hoàng. Nhưng không sao cả, bây giờ thì Huy Hoàng đã có được huy chương vàng ở nội dung 400m tự do. Huy Hoàng sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi cho nội dung tiếp theo 200m bơi bướm, khi trước mắt chúng ta sẽ là vần trao huy chương ở nội dung 800m tự do của nữ. Một chút nữa thôi thì Đỗ Ngọc Vinh của chúng ta cũng có được tấm huy chương. Nhưng không sao cả, Huy Hoàng đã giành huy chương vàng. 3 phút 49 giây 50 vẫn còn kém kỷ lục SEA Games của chính Huy Hoàng, lập được là 3 phút 48 giây.